Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình Đây các bạn ơi uh, Mình vừa mới vào một cái phiên đào mới uh, Của ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022 Và như vậy là nốt bonus của mình lại về không không các bạn ạ Sau khoảng 2 ngày nốt bonus quay trở lại Đấy, 2 ngày ít ỏi thôi Nốt, nút bonus quay trở lại sau uh, khoảng uh, 4 hôm Về mò thì nay Đấy, sau hai ngày có thì hôm nay lại bị tụt xuống mình buồn ơi là buồn các bạn ạ Ây, chả biết nói như thế nào thế nhưng mà giai đoạn này thì có lẽ là đang uh, pico tim đang chỉnh nhiều thế nên là cứ có ngày có rồi lại có ngày không cũng chưa rõ được là uh, chỉnh sửa cái gì nhưng mà khi mà nốt về không không như thế này mình cũng để kệ thôi thì sau uh, vài ba hôm thì nó lại có xong nó lại mất thế nên là có có không không như thế này rất là khó lường thế khi nào mà nó quay trở lại thì mình lại tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn nhé để các bạn cùng theo dõi